Hello, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại cùng với Đấu Trường Dân Chủ, Cà Khịa Tư Bản và Tôn Vinh Việt Nam. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn, tại sao một quân đội được sinh ra từ nước Mỹ, một quân đội được xếp hạng tư thế giới, quân đội Ngụy Việt Nam Cộng Hòa, lại có thể thua quân đội Nhân dân Việt Nam, quân đội của Cộng sản, một quân đội có thể nói là yếu kém hơn rất nhiều về khí tài quân sự? Đã có rất là nhiều cái buổi hội luận, hội đàm và hội thảo tùm lum tà la hết trơn hết trọi của mấy tay Ngụy bên kia thế giới để giải thích rằng tại sao mà cái quân đội Ngụy Việt Nam Cộng Hòa lại thua. Họ nói trên trời dưới biển, họ nói tùm lum lý do hết trơn hết trọi, nào là Mỹ bỏ rơi, đổ đẻ ra nó bỏ rơi quý vị rồi là những cái lý do lý châu rất là nhiều thứ, họ giải thích tới lui xuôi ngược, nhưng mà họ đã bỏ quên mất một điều, một điều rất quan trọng. Và ngày hôm nay Quang Lâm sẽ gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn cái lý do đó. Và kính thưa tất cả quý vị và các bạn, cái điều thiêng liêng cao quý mà các tay Ngụy Việt Nam Cộng Hòa không có được, và đó chính là lý do mà tại sao họ thua nhục nhã. Để Quang Lâm bật mí cho quý vị và các bạn, khi mà các nhân vật này xuất hiện trong một cái hội nghị nào đó thì dù có là lãnh đạo cấp cao đi chăng nữa cũng phải kính cẩn nghiêng mình và thưa gửi trước các nhân vật này. Quý vị và các bạn chắc biết rồi đúng không ạ? Đó chính là các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đây chính là điều thiêng liêng cao quý mà chỉ có ở những người cộng sản họ mới có được mà thôi. Quý vị và các bạn tìm trên toàn thế giới này đi, có người mẹ nào mà sẵn sàng hy sinh những người con của mình cho tổ quốc hay không? Ở Việt Nam, chúng ta phải tự hào về cái điều thiêng liêng cao quý đó. Một tay mẹ nuôi con, một tay mẹ đánh giặc, và mẹ sẵn sàng hiến dâng những điều thiêng liêng nhất của mẹ, đó là chính là những đứa con của mình cho tổ quốc để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Bên phía Việt Nam Cộng Hòa làm gì có? Đời nào có? Quý vị và các bạn để ý nghe, cái điều này bên phía Việt Nam Cộng Hòa không bao giờ có được. Quý vị và các bạn tìm xem có cái sự kiện nào, có cái tổ chức nào hoặc một cái chương trình nào đó mà tôn vinh các bà mẹ Việt Nam Cộng Hòa anh hùng không? Quý vị và các bạn tìm đi, không có và không bao giờ có. Toàn là các chương trình tôn vinh các anh chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chứ có đời nào mà họ tổ chức một cái chương trình mà tôn vinh các bà mẹ hoặc là các chị của Việt Nam Cộng Hòa không? Không và không. Ủa vậy các chị, các mẹ của Việt Nam Cộng Hòa sinh ra để làm gì quý vị? Quý vị và các bạn trả lời cho Quang Lâm đi, mục đích của họ sinh ra trên đời để làm gì? Xin lỗi các chị, các cô ở bên kia thế giới nha, chứ con nói thật với các cô ở bên bển, nó nghe cũng chạnh lòng chứ. Mỗi lần cái tổ chức các sự kiện là tôn vinh các anh, tôn vinh các anh, mà các anh mang lại điều gì? Thua cuộc, thảm hại, bỏ chạy. Đau đớn chứ, rất đau đớn. Còn cuối cùng các cô làm cái gì? Nhiệm vụ của các cô ở bên bển làm cái gì? Chỉ là nhận những đồng lương, sau đó nuôi con thôi. Nói không phải, xin lỗi, nói thì hơi thô, chứ nói từ làm cái máy đẻ thì nó hơi kỳ. Chứ nhiệm vụ của mấy cô chỉ có nhiêu đó. Mấy cô lấy tiền, mấy cô sinh con đẻ cái, rồi hết. Sống một cuộc đời như thế, trong khi đất nước chiến tranh, vậy thì nhiệm vụ của mấy cô trong cái cuộc chiến là gì? Đây chính là điều mà quân đội của Việt Nam Cộng Hòa không thể nào có được. Và cái điều này bên phía Cộng sản lại có. Họ có những cái điều thiêng liêng đó, không một cái bút mực nào có thể tả xiết những cái công lao của các mẹ Việt Nam anh hùng. Và đây chính là cái lý do mà cái quân đội của Ngụy Việt Nam Cộng Hòa đã thua quân đội Cộng sản, quân đội Nhân dân Việt Nam một cách tê tái, tức tưởi, tan tác, te tua, tơi tả, nói tóm lại là một cách thê thảm nhất
Bởi vì sao? Bởi vì mấy anh không có mẹ. Mấy anh ở bên kia thế giới không có mẹ, không được mẹ chở, mẹ che, thì làm sao mấy anh thắng được Cộng sản? Mà lạ có một cái vậy nè, mấy anh thua, mấy anh chạy qua bên kia thế giới, nhưng mà mấy anh vẫn cứ nói rằng là người dân miền Nam vẫn rất là yêu quý cái chế độ ngụy Việt Nam Cộng Hòa. Mấy anh cứ ra rã suốt ngày là người dân họ yêu cái chế độ ngụy Việt Nam Cộng Hòa lắm, họ không có bao giờ mà họ quên đi được đâu. Họ không có bao giờ mà họ căm thù đâu. Và đây, ngày hôm nay nói về chủ đề mẹ Việt Nam anh hùng, thì chính các mẹ Việt Nam anh hùng sẽ là người bẻ gãy cái luận điệu đó của mấy ông. Theo số liệu trên Wikipedia, từ tháng 12 năm 1994 đến năm 2001, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phong tặng và truy tặng danh hiệu cao quý bà mẹ Việt Nam anh hùng cho cả nước 44.253 bà mẹ. Ở miền Bắc có 15.033 mẹ, miền Nam có 29.220 mẹ. Và tính đến tháng 7 năm 2020, nhà nước Việt Nam đã phong tặng hoặc truy tặng 139.275 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Trong đó, tỉnh Quảng Nam có số lượng được phong tặng và truy tặng cao nhất đến 15.261 mẹ. Tiếp theo là Bến Tre với 6.905 mẹ, Quảng Ngãi có 6.802 mẹ, Hà Nội có 6.723 mẹ. Có các mẹ vừa là mẹ Việt Nam anh hùng, vừa là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Có mẹ thì có cả con gái cũng là mẹ Việt Nam anh hùng và cũng là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Mấy ông thua cuộc, mấy ông qua bên kia thế giới, vậy mà mấy ông vẫn cứ ra rã rằng là cái chế độ ngụy Việt Nam Cộng Hòa được yêu mến lắm. Mấy ông nhìn kỹ vô cái số liệu đi. Miền Bắc là 15.033 mẹ, nhưng ở miền Nam gấp đôi các mẹ Việt Nam anh hùng là 29.220 mẹ. Ủa mấy ông nói rằng là người dân miền Nam yêu quý chế độ ngụy Việt Nam Cộng Hòa, mà các mẹ phải đứng lên để mà đấu tranh như vậy hả? Nếu mà các mẹ yêu quý thì các mẹ đã không trở thành anh hùng lực lượng vũ trang, không thành những bà mẹ Việt Nam anh hùng cống hiến những người con để mà bảo vệ Tổ quốc Việt Nam đâu. Mà đa số các mẹ toàn miền Nam không nha quý vị. Nhìn vào số liệu chúng ta thấy rõ ràng là người miền Nam đa số họ căm ghét cái chế độ ngụy đến giường nào. Chính các mẹ đã cho chúng ta thấy được cái chế độ giả tạo được dựng nên của Mỹ phải bị lật đổ. Cho nên mấy ông ở bên kia thế giới đừng giỡn mặt các mẹ nha, không được đâu. Và đó chính là cái lý do mà tại sao quân đội nhân dân Việt Nam lại có một cái sức mạnh vô cùng như vậy. Một sức mạnh được che chở bởi những người mẹ Việt Nam anh hùng. Và trước khi kết thúc chương trình thì Quang Lâm xin phép được gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn một bài hát, cũng giống như là thay cho lời cảm ơn đến tất cả các mẹ Việt Nam anh hùng. Thật ra thì cái kênh của mình nó là một cái kênh nhỏ thôi, nó không thể nào mà cảm ơn đến các mẹ một cách trọn vẹn được. Cho nên nếu hát bài hát này cũng giống như là một cái tấm lòng của Quang Lâm thay cho những người yêu nước để mà gửi đến cho các mẹ. Cảm ơn các mẹ rất là nhiều. Những bà mẹ Việt Nam anh hùng kính mến. Hát về những người mẹ Việt Nam, hát về những người mẹ anh hùng. Đời dân hiếm giống nòi, mẹ sống giữa gian lao. Vì đất nước hy sinh cả cuộc đời. Nhìn mái tóc mẹ bạc phơ và ánh mắt mẹ như mơ, là biến mây chờ mong mỏi mòn, từng đứa con ra đi không bao giờ trở lại. Chỉ cầu hát ru con bên đôi, chỉ cầu hát cuộc đời mẹ ru. Mẹ trẻ mãi mẹ ơi. Chìm lắng những ngàn đắng cay, hình đất nước mẹ bay bay. Tìm vóc dáng đàn con của mẹ, là dáng những cây non tươi xanh giờ này lộc. Ngọn đèn bớt lo âu đêm đêm, qua kênh thác thuyền về từng đêm. Lòng mẹ sáng, mẹ hát cùng con. Trọn tình nước non, có mẹ Việt Nam anh hùng. Tự hào chúng con có mẹ Việt Nam anh hùng. Hát về những người mẹ Việt Nam, hát về những người mẹ anh hùng. Đời dân hiến dòng nòi, mẹ sống giữa gian lao.
vì đất nước hy sinh cả cuộc đời. Mẹ đã có ngàn đứa con, mẹ đã có cả nước non và nỗi nhớ sầu đau tháng ngày, và chúng con hôm nay như ùa vào lòng mẹ. Giặt tan hết ta say quê hương như y bác một thời hằng mong, để rực rỡ, rực rỡ Việt Nam. Mẹ đã có ngàn đứa con, mẹ đã có cả nước non, hòa nỗi những sầu đau tháng ngày, và chúng con hôm nay như ùa vào lòng mẹ. Lại nghe hát ru con bên đôi, mẹ lại kể câu chuyện ngày xưa, mẹ đẹp mãi, mẹ hát cùng con. Tròn tình nước non, mẹ Việt Nam anh hùng, tự hào chúng con có mẹ Việt Nam anh hùng. Tròn tình nước non, mẹ Việt Nam anh hùng, tự hào chúng con có mẹ Việt Nam anh hùng. Thưa quý vị, lúc mà Quang Lâm tập cái bài hát này, thật sự Quang Lâm rất xúc động. Và hồi nãy có tập hát thử một lần Thì Quang Lâm không có kìm được cảm xúc và đã khóc. Thì một lần nữa thì Quang Lâm xin cảm ơn các mẹ, cảm ơn các mẹ Việt Nam anh hùng rất là nhiều đã hy sinh cho đất nước Việt Nam này. Và Quang Lâm xin phép được cũng nói luôn là mình sẽ sử dụng 2 triệu cái tiền đi làm của Quang Lâm. Nói thật với các bạn là cái kênh YouTube này bị hạn chế nhiều lắm, không có tiền nhiều đâu, mấy tháng trời có mấy trăm ngàn à. Cho nên là Quang Lâm cũng xin phép được nói luôn là Quang Lâm sẽ lấy 2 triệu đồng tiền đi dạy của Quang Lâm để Quang Lâm sẽ gửi cho một người mẹ Việt Nam anh hùng nào đó ở trong cái địa bàn mà Quang Lâm biết. Thì Quang Lâm có hỏi bên phường Linh Đông, quận Thủ Đức rồi, thành phố Thủ Đức rồi, thì ở đó thì chưa có thấy ở bên đó trả lời rằng là có mẹ Việt Nam anh hùng hay không. Và nếu có thì Quang Lâm sẽ sử dụng số tiền để đến và gửi cho các mẹ ngay. Thì mỗi năm mà chúng ta đều thấy rằng là các bạn bên đoàn viên thanh niên á, vẫn có cử người để mà đến thăm các mẹ. Nhưng mà cái số ngày đến thăm các mẹ cũng khá là ít chứ không có nhiều. Và Quang Lâm rất mong qua cái chương trình này, nếu như các cô giáo, thầy giáo dạy lịch sử có thấy, có nghe, thì Quang Lâm rất mong tất cả quý thầy cô có thể là vận động các em. Ngoài cái việc mà chúng ta dạy lịch sử cho các em ra rồi, thì chúng ta cũng có thể là vận động các em đến thăm các mẹ Việt Nam anh hùng, kể về những cái điều mà các mẹ đã hy sinh cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam này. Và Quang Lâm sẽ thực hiện cái điều đó, sẽ gửi đến thông tin cho tất cả quý vị và các bạn sau. Và một lần nữa, trước khi kết thúc chương trình, Quang Lâm xin được cảm ơn tất cả những cái hy sinh to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng đã dành cho đất nước này. Một lần nữa, Quang Lâm xin được trân trọng cảm ơn. Và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đón xem chương trình của Quang Lâm. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Đấu trường dân chủ, cạc hệ tư bản và tôn vinh Việt Nam.